Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề thi giữa kỳ 2 môn lịch sử và địa lý lớp 7 sách kết nối tri thức năm học 2022-2023. A lớn phân môn địa lý 5 điểm. 1 La Mã, trắc nghiệm. Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây. Câu 1, châu lục nào sau đây còn có tên gọi khác là Tân Thế Giới? A. Châu Âu, B. Châu Mỹ, C. Châu Úc, D. Châu Phi. Như vậy, châu lục còn có tên gọi khác là Tân Thế Giới đó là châu Mỹ. Như vậy, câu 1 chọn B. Câu 2, chí tuyến Nam chạy ngang qua lãnh thổ nào sau đây của châu Mỹ? A. Bắc Mỹ, B. Nam Mỹ, C. Kênh đào Panama, D. Vịnh Mexico. Như vậy, chí tuyến Nam chạy ngang qua lãnh thổ của châu Mỹ đó là Nam Mỹ. Như vậy, câu 2 chọn B. Câu 3, địa hình nào sau đây không có ở Bắc Mỹ? A. Bán đảo Labrador, B. Đồng bằng trung tâm, C. Dãy Appalachian, D. Dãy Andes. Như vậy, địa hình không có ở Bắc Mỹ đó là Dãy Andes. Như vậy, câu 3 chọn đáp án C. Câu 4, nhận định nào sau đây không đúng với dãy núi Appalachian? A là một dãy núi đồ sộ, B độ cao tương đối thấp, C là một dãy núi rất trẻ, D phần phía bắc thấp hơn. Như vậy, nhận định không đúng với dãy núi Appalachian đó là một dãy núi trẻ. Như vậy, câu 4 chọn C. Câu 5, phía bắc của Bắc Mỹ có khí hậu nào sau đây? A. Ôn đới, B. Hàn đới, C. Hoang mạc và D là núi cao. Như vậy, phía bắc của Bắc Mỹ có khí hậu đó là hàn đới. Như vậy, năm chọn câu B. Câu 5 chọn đáp án B. Câu 6, người Eskimo ở Bắc Mỹ, A. Cư trú ven Thái Bình Dương, B. Chủ yếu là bắt cá và săn thú, C. Tạo nên một số nền văn minh, D. Hiện nay có số lượng rất lớn. Như vậy, người Eskimo ở Bắc Mỹ chủ yếu là bắt cá và săn thú. Như vậy, câu 6 chọn đáp án B. Câu 7, phát biểu nào sau đây không đúng về châu Mỹ? A. Có thành phần chủng tộc đa dạng, B. Có người lai giữa các chủng tộc, C. Văn hóa và ngôn ngữ rất đa dạng, D. Người Andean chiếm chủ yếu. Như vậy, phát biểu không đúng về châu Mỹ đó là người Anh điên sống chiếm chủ yếu. Như vậy, câu 7 chọn đáp án D. Câu 8, nhận định nào sau đây không đúng với Sơn Nguyên Brazil? A. Cổ và bị bào mòn mạnh, B. Phía đông có các núi thấp, C. Có các cao nguyên núi lửa, D. Cảnh quan rừng thưa savan. Như vậy, nhận định không đúng với Sơn Nguyên Brazil đó là cổ và bị bào mòn mạnh. Như vậy, câu 8 chọn A. Câu 9, nhận định nào sau đây không đúng với Sơn Nguyên Guiana? A.
hình thành từ lâu đời. B đã bị bào mòn mạnh. C miền đồi và núi thấp. D có cao nguyên núi lửa. Như vậy nhận định không đúng với sơn nguyên Vienna đó là có cao nguyên và núi lửa. Như vậy câu 9 chọn đáp án D. Câu 10. Các đồng bằng ven vịnh Mexico có A. mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới. B. động đất, núi lửa và nhiều bão. C. trữ lượng lớn dầu mỏ, khí đốt. D. dòng biển lạnh chạy qua ở ven bờ. Như vậy các đồng bằng ven vịnh Mexico thường có mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới. Như vậy câu 10 chọn A. Câu 11. Ở khu vực Trung và Nam Mỹ, dân cư sống tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây? A. trên các cao nguyên. B. đồng bằng ven biển. C. ở sâu trong nội địa. D. khu vực Amazon. Như vậy ở khu vực Trung và Nam Mỹ thì dân cư sống tập trung chủ yếu ở khu vực đó là đồng bằng ven biển. Như vậy câu 11 chọn B. Câu 12. Rừng Amazon tập trung chủ yếu ở các quốc gia nào sau đây? A. Brazil và Colombia. B. Argentina và Bolivia. C. Brazil và Paraguay. D. Ecuador và Uruguay. Như vậy rừng Amazon tập trung chủ yếu ở các quốc gia đó là Brazil và Colombia. Như vậy câu 12 chọn A. Tiếp theo hay là mã phần tự luận 2 điểm. Câu 1 hãy trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ. Như vậy sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ đó là lãnh thổ của Bắc Mỹ trải dài từ vòng cực Bắc đến phản quỹ tuyến 25B nên khí hậu có sự phân hóa đa dạng theo chiều Bắc Nam. Có nhiều đới khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt và nhiệt đới. Do ảnh hưởng của địa hình, khí hậu phân hóa theo chiều đông tây và theo độ cao. Các khu vực ven biển có khí hậu điều hòa, mưa nhiều. Càng vào sâu trong lục địa, biên độ nhiệt độ năm lớn, mưa ít hơn và có khí hậu hạn hơn. Tiếp theo B lớn, phân môn lịch sử 5 điểm. Một là mã, trắc nghiệm 3 điểm, lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây. Câu 1. Công trình kiến trúc nào thời nhà Lý có hình dạng mô phỏng bông hoa sen ở trên mặt nước? A. chùa Diên Hậu. B. chùa Quỳnh Lâm. C. Hoàng thành Thăng Long. D. Văn miếu Quốc Tử Giám. Như vậy công trình kiến trúc thời nhà Lý có hình dạng mô phỏng bông hoa sen trên mặt nước đó là chùa Diên Hậu. Như vậy câu 1 chọn A. Năm 1010, vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về Đại La là vì A. muốn hạn chế thế lực của bộ phận quý tộc nhà Tiền Lê. B. Đại La gần với quê hương của nhà vua Từ Sơn Bắc Ninh. C. nơi đây có sông Tô Lịch thông ra sông Hồng, nhiều phong cảnh đẹp. Về nơi đây tụ hội những điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm đất nước. Như vậy, năm 1010, Lý Công Uẩn cho dời đô từ Hoa Lư về Đại La là vì nơi đây hội tụ những cái điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm đất nước. Như vậy câu 2 chọn đáp án trên.
Câu 3, nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dưới đây? Tuổi già nhưng sức chẳng già, vung gươm bắt tiến quân nhà Tống Tang. Xuôi Nam Chiêu Quốc kinh hoàng, thơ thần một án lời vàng còn ghi. A. Lý Kế Nguyên, B. Lý Thường Kiệt, C. Lý Long Tường, D. Lý Công Bình. Như vậy, nhân vật lịch sử được đề cập đến trong câu đố đó là Lý Thường Kiệt. Như vậy, câu 3 chọn B. Rồi tiếp theo câu số 4. Năm 1075, quân dân nhà Lý thực hiện các cuộc tập kích sang đất Tống nhằm mục đích: A. Đòi lại phần đất mà trước kia nhà Tống chiếm giữ. B. Xâm chiếm đất đai để mở rộng lãnh thổ Đại Việt. B. Buộc nhà Tống phải thuần phục và cống nạp cho Đại Việt. D. Đánh vào nơi tập trung lực lượng, lương thực và vũ khí của nhà Tống. Như vậy, năm 1075, quân dân nhà Lý thực hiện các cuộc tập kích sang đất Tống nhằm mục đích là đánh vào nơi tập trung lương thực và vũ khí của nhà Tống. Như vậy, câu 4 chọn D. Câu 5, tư tưởng nào xuyên suốt cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý 1075-1077? A. Bị động, B. Chủ động, C. Phòng ngự, D. Phòng thủ. Như vậy, tư tưởng xuyên suốt cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý đó là chủ động. Như vậy, câu 5 chọn B. Câu 6, ai là người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử? A. Trần Anh Tông, B. Trần Nhân Tông, C. Trần Thuận Tông và D. là Trần Thánh Tông. Như vậy, người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là Trần Nhân Tông. Như vậy, câu 6 chọn B. Câu 7, nhà Trần đã thực hiện nhiều biện pháp để phục hồi và phát triển nông nghiệp ngoại trừ việc A. Quan tâm đến đê điều thủy lợi, B. Nguồn miễn giảm thuế cho nhân dân, khuyến khích nhân dân khai hoang, D. Nghiêm cấm các tôn thất lập điền trang. Như vậy, nhà Trần đã thực hiện nhiều biện pháp để phục hồi và phát triển nông nghiệp ngoại trừ việc nghiêm cấm các tôn thất lập điền trang. Như vậy, câu 7 chọn đáp án D. Câu 8, văn học thời Trần mang đậm tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc vì A. Nền kinh tế phát triển, tinh thần tự cường của dân tộc cao. B. Nhà nước chú trọng xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. C. Đất nước liên tục phải đương đầu và chiến thắng trước các cuộc xâm lăng. D. Đại Việt vươn lên trở thành cường quốc hùng mạnh nhất Đông Nam Á. Như vậy, văn học thời Trần mang đậm tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc vì đất nước liên tục phải đương đầu và chiến thắng trước các cuộc xâm lược. Như vậy, câu 8 chọn C. Câu 9, vị tướng nào đã được vua Trần hai lần cử làm quốc công tiết chế tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên? A. Trần Thủ Độ, B. Trần Quốc Tuấn, C. Trần Khánh Dư, D. Trần Quang Khải. Như vậy, vị tướng đã được vua Trần hai lần cử làm quốc công tiết chế tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên đó là
Trần Quốc Tuấn như vậy, câu 9 chọn B. Câu 10, loại tiền giấy được phát hành dưới thời Hầu có tên là A. Thông bảo hội sao, B. Thái Bình thông bảo, C. Thuận Thiên thông bảo và D. là Thánh Nguyên thông bảo. Như vậy loại tiền giấy được phát hành dưới thời Hầu có tên là thông bảo hội sao. Như vậy câu 10 chọn A. Câu 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nước Đại Ngu 1406-1407 thất bại chủ yếu là do nhà Hồ. A. Không có tướng lĩnh tài giỏi, B. Không có thành lũy kiên cố, C. Không có vũ khí tốt, quân đội mạnh, D. Không xây dựng được khối đoàn kết dân tộc. Như vậy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của Đại Ngu thất bại chủ yếu là do nhà Hồ không xây dựng được khối đoàn kết dân tộc. Như vậy câu 11 chọn đáp án D. Câu 12, công trình nào được xây dựng từ cuối thế kỷ 14 là điển hình cho nghệ thuật xây thành Việt Nam và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2011. A. Thành Nhà Hồ, B. Thành Đa Bang, C. Thành Bản Phủ, D. Thành Thăng Long. Như vậy công trình được xây dựng từ cuối thế kỷ 14 và điển hình cho nghệ thuật xây dựng thành Việt Nam và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2011 đó là Thành Nhà Hồ. Như vậy câu 12 chọn A. Tiếp theo hai la mã, tự luận 2 điểm câu 1. A. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Như vậy nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên đó là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập, tự chủ và quyết tâm đánh giặc của quân dân Đại Việt. Nhà Trần đã đề cao kế hoạch đánh giặc đúng đắn và sáng tạo, chủ động chuẩn bị kháng chiến, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Các cuộc kháng chiến của quân dân nhà Trần đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy tài ba của vua Trần Thái Tông, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, vua Trần Nhân Tông và các danh tướng như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải. Quân Mông Nguyên khi tiến quân xâm lược Đại Việt không thuộc địa hình, không quen thuộc địa hình, khí hậu, khó phát huy được sở trường tấn công. Tiếp theo câu B, ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông Nguyên đã để lại nhiều bài học lịch sử quý giá. Theo em bài học nào là quan trọng nhất, vì sao? Thì ở câu này chúng ta sẽ nêu cái quan điểm của mỗi cá nhân. Thì ở đây cô ví dụ bài học quan trọng nhất là phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Vì nếu không có sự đoàn kết chiến đấu và ủng hộ của nhân dân thì cuộc kháng chiến chống ngoại xâm khó có thể giành thắng lợi. Ví dụ như cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ đã thất bại là vì không phát huy được sức mạnh đoàn kết của dân tộc.